Hôm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Thoại Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự có ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và 80 đại biểu. Trong nhiệm kỳ qua, để thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp, ngành và xã hội đối với những nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin vào các dịp lễ Tết, hội đã tổ chức thăm và tặng quà cho các nạn nhân với 1.260 suất quà trị giá gần 490 triệu đồng, cất mới 14 căn nhà trị giá 861 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện tiếp tục củng cố hệ thống hội từ huyện đến cơ sở, tăng cường công tác vận động ủng hộ và giúp đỡ cho các nạn nhân da cam, đẩy mạnh công tác chăm sóc và giúp đỡ các nạn nhân da cam, động viên khuyến khích nạn nhân vượt lên nỗi đau da cam, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 20 đồng chí. Ông Huỳnh Công Tấn, trúng cử Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện, nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội nạn nhân chất độc da cam dioxin.